đừng chỉ mãi lo kiếm tiền. Một, sẽ đến lúc bạn nhận ra rằng vàng bạc châu báu trên đời này chẳng thể mua được sức khỏe, sự tận hưởng hạnh phúc mỗi ngày. Hai, cuộc đời con người có thể vì tiền mà giàu sinh ra tử, cả nửa cuộc đời ai cũng mong mình có nhiều tiền tài, vật chất để có cuộc sống sung sướng. Nhưng rồi tiền tài cũng tựa như xiềng xích, càng tham lam thì càng tự đào hố để chôn mình. 3. Chừng nào chúng ta càng để đồng tiền chi phối, trở thành nô lệ của đồng tiền thì chừng đó chúng ta chưa thể có được hạnh phúc. 4. Rất nhiều người dành cả tuổi trẻ, sức khỏe để kiếm tiền, lao vào con đường làm việc không ngừng nghỉ với quan điểm còn trẻ là còn làm việc. Nhưng tiền kiếm ra mà không biết tiêu xài cho bản thân thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. 5. Trên đời này, chiếc giường đắt nhất là giường bệnh. Kiếm tiền cả đời rồi về mang đốt hết vào nằm viện, tiền thuốc thang thì đâu còn gì là hạnh phúc nữa. 6. Người chết vì tiền tài là đau khổ nhất. Đừng để danh vọng, tiền tài và vật chất che mờ đôi mắt, buông thả ham muốn vô độ, cuối cùng đánh mất chính mình. Gửi con gái. Con gái nhỏ, mẹ vô vàn yêu thương, có mấy lời nhắn nhủ con bé bỏng. Mai con lớn bước đường đời rộng mở, vai mẹ dìu, đôi cánh đầu đời con. Bước vào đời như những chú chim non, hãy mạnh mẽ mọi cung đường con nhé. Rồi cuộc sống đắng, nghiệt, cay có thể, nhớ đừng quên điểm tựa là gia đình. Trăm vạn điều ở một kiếp nhân sinh, là phụ nữ gánh biết bao thiên chức, chẳng tốt hết giữa bộn bề hư thực. Ai chê cười cứ mặc kệ người ta, ai hà khắc tệ bạc cũng bỏ qua. Mình sống tốt với cuộc đời là đủ, trung thực, thành tâm nén kìm giận dữ. Lửa lớn thế nào, vàng thật sợ chi. Chuyện đời tan hợp, người đến kẻ đi, đừng quá nghĩ suy, bình tâm chấp nhận. Hồi ngộ phân ly là do duyên phận, quan trọng một người ở lại mãi thôi. Chọn người đàn ông tử tế bên đời, người đó bao dung, thương con thật dạ, và sẽ vì con mà làm tất cả. Hãy sống dịu dàng, hết mực quý chân, xinh đẹp khiêm nhường chăm sóc bản thân, giữ tâm sáng trong, tấm lòng lương thiện, dung hòa, thông minh vượt qua mọi chuyện, nỗ lực không ngừng để sống bình an. Đường đời sau này rộng mở thênh thang, mệt mỏi nặng mang thì về bên mẹ, dựa vào nghỉ ngơi, khóc như đứa trẻ, rủ hết muộn phiền con lại bình yên. Khi bạn thấy loáng cái đã hết năm, ấy tuổi già đã ghé thăm rồi đó. Nếu bạn thấy bao điều cần buông bỏ, là tuổi xế chiều đến đầu ngõ rồi đây. Mỗi chúng ta ở trong cõi tạm này, đến trần truồng đi trắng tay hết thảy. Cái quy luật một đời người là vậy, tham quá nhiều cũng để đấy mà thôi. Thành công đầu tiên là biết đứng, biết ngồi, tiếng nói đầu đời gọi cha gọi mẹ, rồi cuối cùng cũng như là hồi bé, cũng tập đi như thể mới ngày nào. Một đời người cũng chẳng được là bao, chả khác chi cơn mưa rào hối hả, đến ồn ào rồi đi yên ắng lạ. Thành công là cho cây lá xanh tươi, ngắn lắm ai ơi, một kiếp làm người, hãy san sẻ những nụ cười mình có, còn muộn phiền dù chỉ là rất nhỏ, đừng để thêm ai đó phải nặng lòng. Nếu cuộc đời vẫn chẳng được như mong, hãy cứ biết bằng lòng cho nhẹ nhõm, cứ hy vọng những điều đang chào đón, sống vui tươi cho trọn kiếp hồng trần. Lựa chọn thiện lành. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao.
Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình, không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi trọng tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau. Không thể giả tạo, không thể lừa dối vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn.